Pod và đây là Trẻ Bé Chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là ai đang nhớ đến các bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Đây là những cái tuýp màu nước, màu cam, màu xanh, kiểu xanh da trời à? Đây cũng là màu xanh nhưng mà màu xanh đậm hơn ý. 1, 2, 3, chọn một tuýp màu đi. Ok, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Ai đang nhớ đến các bạn? Ai đây là tùy nha. Không nhất thiết phải là bất kỳ ai. Ok. Xin chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên. Đây là Trẻ Bé Chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng xem thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là ai đang nhớ về bạn? Thì mình thấy cái người này là một cái người mà có thể là bạn thời điểm hiện tại đã kết nối với họ rồi, có sự nhắn tin trao đổi qua lại rồi. Với cái lá communication ở đây có thể là các bạn trao đổi rất là nhiều thông qua tin nhắn, thông qua các trang mạng xã hội, điện thoại vân vân. Thì mình thấy rằng là bạn ấy thì có thể là bạn vừa kết thúc một cái chu kỳ cũ, một cái giai đoạn cũ, và đến thời điểm hiện tại ấy, có thể sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi đến với cuộc sống các bạn. Giống như là bánh xe số phận nó đã quay rồi, và nó đang hướng bạn tới một cái giai đoạn mới, một cái chu kỳ mới trong cuộc sống. Mình thấy rằng là người này xuất hiện, có thể là họ xuất hiện rồi, và họ có thể xuất hiện trong cái thời điểm mà các bạn đang trong giai đoạn phục hồi của một cái quá trình nào đó, của một cái điều gì đấy nó đã kết thúc. Thì thật ra cái người này họ mình thấy là họ là một cái người rất là chín chắn, rất là chính trực. Và mình cảm thấy rằng là họ cực kỳ là kiểu như là có thể đối với người này có thể là họ là một cái người lớn tuổi hơn bạn. Họ cái trải nghiệm của họ rất là phong phú. Nếu như mà cái bề ngoài của họ hoặc là cái tuổi tác thật của họ ấy không có nhiều, nhưng mà có thể bạn cảm thấy họ có một cái gì đấy, nét gì đấy khá là già nua, chín chắn, trưởng thành chẳng hạn. Thì cái có thể đấy là cái tuổi tâm hồn của họ. Cái tuổi tâm hồn của họ mình thấy rằng là rất là thông thái, rất là hiểu biết ở đây. Người này cũng rất là lý trí nữa. Và mình thấy rằng là cái người này đến nhưng mà ở phía bạn ấy thì rất là lạnh lùng. Mình ở đây thì mình thấy rằng là bạn có rất là nhiều vấn đề với bản thân của các bạn. Những tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong, liên quan đến gia đình của các bạn, có thể liên quan đến một cái mối quan hệ nào đó lâu năm nữa. Mà cái thời điểm vừa rồi là cái thời điểm để các bạn phục hồi, chuẩn bị để bước sang một cái trang mới, một cái chương mới ở trong cái cuốn sách cuộc đời của các bạn. Thì cái người này xuất hiện có thể đến và chỉ cho bạn thấy những rằng là các bạn cần phải bước ra. Sau khi mà các bạn phục hồi xong thì các bạn cần phải bước ra thế giới để đón nhận ánh sáng, đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là bạn thì bạn khá là lạnh lùng với cái người này. Bởi vì có thể là bởi vì bạn đã trải qua tổn thương rồi, cho nên là các bạn không muốn dính vào tình yêu hay cái gì, bất kỳ một cái mối quan hệ gì ở cái thời điểm hiện tại nữa. Thì mình thấy rằng là cái điều mà các bạn cần phải hiểu á, đấy là cái chương cũ của các bạn ấy nó đã đi đến hồi kết rồi. Các bạn cần phải đóng lại những gì thuộc về quá khứ, hãy để cho nó về với quá khứ. Đừng để cho quá khứ còn xiềng xích các bạn. Các bạn cần phải giải phóng bản thân mình khỏi những cái điều đấy này. Điều thứ hai mình thấy đây, các bạn hãy lạc quan về đời sống tình cảm của bản thân các bạn. Mình thấy cái người này là một cái người mà rất là mang một cái năng lượng bảo vệ, mang một cái năng lượng họ giống như là họ có thể cái người này họ có khá là nhiều cái thành tựu ở trong cuộc sống rồi và đầy đủ rồi, cân bằng với mọi thứ rồi. Và cái người này mình thấy họ là một cái sự lựa chọn mới được cuộc sống, được vũ trụ đem đến cho các bạn. Và hãy tin tưởng vào cái mối quan hệ này. Thật ra mối quan hệ này cũng không nhất thiết phải là yêu đương, phải là gì đâu. Có thể họ là một cái người bạn của bạn thôi. Nhưng mà các bạn cần phải biết được rằng là những cái điều khó khăn, đau buồn mà các bạn trải qua ấy, đó là một cái hidden gift, một cái món quà được ẩn giấu ở đằng sau những cái nỗi đau. Có thể là bạn rất buồn khổ, rất đau khổ, rất buồn bã, nhưng mà một cái kết thúc ấy nó cũng là mở ra cho bạn một cái khởi đầu. Ok, và mình thấy rằng nhá, cái có thể là trong cái thời điểm mà các bạn đau khổ nhất, các bạn đã từng cầu nguyện rằng là mình sẽ gặp được một ai đó mà thực sự giúp đỡ mình vượt qua được cái giai đoạn này, thì giống như cái người này họ xuất hiện giống như là một cái lời cầu nguyện được đáp trả đến với bạn vậy. Có thể cái người này họ sẽ xuất hiện rất là tình cờ trong cuộc sống của các bạn, thế là họ xuất hiện rồi thì họ mới có cái chuyện nhớ bạn chứ. Ok, mình sẽ xem cái tình cảm của cái người này dành cho bạn như thế nào.
Thật ra thì họ thấy bạn rất là buồn khổ thì họ cũng rất là đau lòng. Họ rất là mong muốn được kéo bạn ra khỏi cái phía ngoài và chỉ cho các bạn thấy rằng là ở bên ngoài còn rất là nhiều những cái điều tốt đẹp khác. Cái người này họ rất là công bằng trong cuộc sống. Họ cho bạn thấy ý thức cái cho bạn thấy rằng là bạn là cái người có sức mạnh vực bạn dậy chứ không phải là ai khác. Họ mình thấy là họ cái người này họ giống một cái người thầy của các bạn ấy. Mình không cảm nhận được rằng là cái tình cảm yêu đương gì lắm ở đây đâu, nhưng mà mình thấy rằng là họ là một cái người giống như là sẽ chỉ dạy cho bạn rất là nhiều điều ở trong cuộc sống. Họ sẽ cho bạn thấy rằng là những cái điều tồi tệ mà các bạn trải qua ấy, nó chỉ là một cái món quà bị ẩn giấu thôi, tức là các bạn không có được thứ bạn muốn. Có đôi khi nó chính là một cái sự ban phước lành. Người này rất là công bằng, lý trí. Với một số trường hợp có thể là các bạn có khoảng cách về địa lý nhé. Nhưng mà mình thấy rằng là họ đem đến cho bạn một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, cái ý thức về sức mạnh của bản thân để giải phóng bản thân, phục hồi bản thân. Với một số trường hợp thì đây có thể là một cái mối quan hệ tình cảm nam nữ nhá. Bởi vì các bạn có True Direction ở đây thì có thể cái người này là một cái sự lựa chọn mới được đem đến với cuộc sống của các bạn. Cái thứ hai cũng có thể họ sẽ cho bạn thấy rằng là ngoài kia có nhiều sự lựa chọn hơn rất là nhiều. Vì thế là hãy mạnh mẽ mà tiến lên đi, đừng chìm đắm mãi trong những cái gì thuộc về quá khứ. Mình thấy trải bài của các bạn, cái người này mang một cái năng lượng rất là tốt. Họ đến là để giúp bạn, giống như là để dạy bạn những cái mà một mình các bạn không thể học được. Họ chỉ ra cho bạn để bạn có thể nhanh chóng hoàn thiện cái hành trình của bản thân các bạn. Bạn thì có thể lúc ban đầu khá là phòng thủ với cái người này, nhưng mà về sau mình thấy là cái người này mình cứ cảm thấy họ có một năng lượng của người anh, của một người cha vậy. Không cần biết là giới tính là gì nhá, nhưng họ có năng lượng vậy. Nếu như mà họ là bạn là nữ, à bạn là nam mà bạn đang giao tiếp với một người nữ như thế này, thì có thể họ mang năng lượng của một người mẹ, một người chị. Có thể trong những cái kiếp sống trước các bạn đã từng là gia đình với nhau, và đến thời điểm này giống như là để hẹn gặp nhau để giúp đỡ những cái người trong gia đình để tiến lên phía trước chẳng hạn. Ok, mình thì mình không cảm nhận được nhiều ở đây sẽ là cái tình cảm ấy đâu. Họ giúp bạn lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, chỉ ra cho bạn rất là nhiều điều. Ok, mình thấy là cái mối quan hệ này cũng rất là tâm linh, giống như là được có một cái lời hẹn với nhau là sẽ gặp nhau rồi. Chốt lại tụi bài này nhá, ai đang nhớ về bạn, mình thấy ở đây có một cái người mà họ rất là chín chắn, rất là độc lập, rất là lý trí. Họ mang năng lượng của một người anh, một người cha, nhớ về bạn, mong muốn giúp đỡ bạn, chỉ ra cho bạn thấy, giống như cái người này này, họ chỉ ra cho cái người bên cạnh thấy những cái điều tốt đẹp hơn đang ở phía trước, ánh sáng đang ở phía trước. Giống như là một người dìu dắt, một người thầy vậy. Ok, đó là tụ bài số 1 nhé. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 là trả bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Và đây cũng là trả bài 2 chiều nhé. Với câu hỏi đấy là ai đang nhớ đến các bạn. Đối với tụ bài số 2 này, quá rõ ràng là một ai đó thuộc về quá khứ các bạn. Có thể đây là một người cũ trong quá khứ các bạn, mà thời điểm hiện tại hai người đã không còn kết nối với nhau, đã dừng lại với cái lá stop đây, đã dừng lại rồi. Mình thấy kết nối giữa hai người là một cái past life relationship, cho nên mình cảm nhận được rằng là các bạn đến với nhau, gặp nhau á, nó khá là tình cờ. Bạn cảm thấy nó khá là tình cờ, cảm thấy có rất là nhiều điều thu hút giữa hai người, và đôi khi cái việc buông bỏ nó cũng khá là khó. Bạn luôn cảm thấy có một cái gì đấy rất là thu hút giữa hai bên, nhưng mà đến cuối cùng thì nó vẫn stop, nó vẫn dừng lại. Thì mình thấy ở đây á, nếu như mà hỏi là ai đang nhớ đến bạn ấy, thì chính là cái người mà cái người một cái người cũ nào đó, họ vẫn còn đang dõi theo bạn. Có thể là họ với cái lá pay shot đây thì mình thấy rằng là có thể là họ theo dõi bạn trên các trang mạng xã hội, họ vẫn còn vào stalk bạn các kiểu, xem là bạn sống như thế nào, cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng à, vân vân. Và mình thấy rằng là nếu như mà bạn tỏ ra là cuộc sống của bạn rất là vui vẻ, hạnh phúc ấy, thì họ cảm thấy rất là bế tắc. Họ cảm thấy rằng là rất là buồn, bởi vì bạn đã có thể quên họ nhanh đến như vậy sao. Và mình thấy rằng là cuộc sống của họ ấy có những cái sự lựa chọn mới, có những cái sự lựa chọn khác, nhưng mà họ
Một mặt thì mình cảm thấy rằng là họ không từ chối những cái sự lựa chọn đấy, mặt khác họ vẫn hướng về bạn, vẫn nghĩ về bạn, giống như cái người này này, có một cái ly được đem đến nhưng mà họ lại nhìn thấy ba cái ly còn đang đứng ở đây. Thế nhưng mà bảo quay lại thì chắc là cũng chả quay lại đâu. Mình thấy rằng là người này cũng đang tìm cách để mà giải phóng bạn, giải phóng cái suy nghĩ về bạn ra khỏi cuộc sống của họ. Họ bị ám ảnh bởi bạn mà. Ở đây có một young female, ở đây có là một cô gái trẻ, có thể là có mái tóc màu cam. Thật ra thì cái hình tượng này nó không quan trọng nhá. Đây có thể là bạn hoặc là họ. Và mình thấy là cái thời điểm này, nhất là cái sao đi thủy nghịch hành này này, những cái ký ức về bạn, những cái thứ liên quan đến quá khứ về bạn ấy, nó trỗi dậy một cách kinh khủng khiếp. Và họ rất là bối rối với những cái ký ức đó. Và họ chọn cái việc là có thể âm thầm theo dõi bạn, từ xa đứng nhìn bạn, để giải tỏa một phần nào đó cái những cái nỗi, những cái quá khứ nó trỗi dậy. Yêu thì mình cũng không rõ là có còn yêu hay không. Mình nghĩ là không còn yêu lắm đâu. Chỉ là đó là một cái thói quen nào đó, hay là đột nhiên những cái ký ức cũ nó trồi về mà thôi. Và mình thấy đây, thật ra họ sẽ chả có cái hành động gì cả. Họ sẽ chỉ nằm yên đấy và nhìn về bạn hay là nhớ về bạn thôi, chứ mình thấy đây chưa có cái sự hành động gì cả. Và nếu như mà bạn cũng trong cái trường hợp đấy, đây có thể đảo chiều mà, có thể bạn theo dõi họ mà họ cũng có thể theo, có thể hai người cùng theo dõi nhau một cách trong âm thầm im lặng chẳng hạn. Thì ở đây lời khuyên dành cho bạn đấy là hãy giải phóng những cái ý nghĩ về cái người này đi. Ok, mình sẽ xem cái in the near future ở đây là cái gì. Và cái thời điểm này hai người đều cần tập trung chữa lành những cái tổn thương cho bản thân các bạn đến từ cái mối quan hệ này. Và sau khi mà nạp đủ năng lượng thì mỗi người lại đi tách ra, đi một cái con đường riêng. Thực ra cái mối quan hệ này các bạn nhìn thấy nó mang một cái hơi hướng, đây là các bạn nợ nhau và các bạn gặp nhau để giải quyết hết cái nợ đấy, và hết nợ rồi thì dừng lại. Ở đây rất là nhiều lá bài nói về cái việc đấy là in the near future, thì mình nghĩ là trong cái tương lai gần thôi, trong cái thời điểm gần thôi, các bạn sẽ buông bỏ được người này. Có thể sẽ có những cái cơ hội mới được đem đến trong cuộc sống của các bạn, và các bạn sẽ buông bỏ được cái người này. Chỉ cần bạn tin rằng là phía trước vẫn luôn đợi bạn những cái điều tốt đẹp nhất, những mối quan hệ hay là những cái người thực sự xứng đáng hay phù hợp với bạn hơn ý, thì chắc chắn là bạn sẽ được đón nhận những cái điều đó mà thôi. Mình thấy có opportunity, có cơ hội ở đây. Nhưng mà cơ hội này là mình thấy nó là với một cái người khác chứ không phải với cái người này đâu. Người này là ở đây là các bạn phải let go, phải buông bỏ rồi. Và hãy dành cái thời điểm hiện tại để phục hồi, lắng nghe trực giác của bản thân, kết nối với bên trong của bản thân tốt hơn. Tụng này rõ ràng lắm, không phải đoán giả đoán đâu, không phải gì cả, không phải rút thêm quá nhiều. Các bạn có separation này, sự chia xa, sự chia ly, chia tay ở đây. Các bạn đã chia tay nhau, các bạn đã không còn, đã stop, đã dừng lại. Thật ra người này là soulmate của các bạn, kết nối path line nữa. Mình thấy rằng là trước đây á, bạn dành rất là nhiều tình yêu và niềm tin cho cái người này. Bạn tin rằng họ sẽ là true love, sẽ là the one, sẽ cho bạn một cái wedding gì đó. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thấy rằng là nó không đi đến đâu cả. Với một số bạn thì có thể là các bạn cũng đã tính đến việc chuyện kết hôn rồi. Với một số bạn thì có thể đây sẽ là người chồng hoặc là người vợ trong quá khứ của các bạn. Họ vẫn còn nhớ về bạn, và đặc biệt trong cái thời điểm theo thủy nghịch hành này thì có rất là nhiều những cái ký ức cũ và cảm xúc cũ trỗi dậy. Họ vẫn đang theo dõi bạn theo một cách lén lút, đang stalk bạn. Lời khuyên lúc này dành cho cả hai người đó là thanh lọc cơ thể, thanh lọc những thứ mà không còn thuộc về mỗi cá nhân nữa. Cái gì của quá khứ thuộc về với quá khứ, giải quyết triệt để nó. Và mình thấy rằng là bạn sớm thôi, mình không biết là bạn đã buông bỏ được họ hay chưa, nhưng nếu như bạn chưa thì mình thấy rằng là sớm thôi các bạn sẽ buông bỏ được, và sớm thôi các bạn sẽ gặp được những cái cơ hội mới.
Và hãy dành cho bản thân những cái điều tốt đẹp nhất mà mình thấy là giữa hai người ấy, không thể tiếp tục ở thời điểm hiện tại. Mình không biết tương lai sao nhưng ở thời điểm hiện tại không thể tiếp tục ấy, đó là cái điều tốt nhất dành cho mỗi người rồi. Đó là cái phương án cuối cùng, phương án tốt nhất dành cho cả hai. Và mình thấy rằng là khi mà hai người không còn đi bên cạnh nhau nữa thì giống như là mỗi người lại đi một cái con đường khác, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ok, nhưng mà không thể phủ nhận cái cảm xúc hay cái sức hút mà hai người dành cho nhau trong cái mối quan hệ này được. Ok, đó là tụ bài số 2 nhá. Chúng ta đến với tụ bài số 3. Tụ bài số 3 đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là ai đang đến với cuộc sống của... À nhầm quên ai đang nhớ đến các bạn thì nhớ đây là trải bài 2 chiều nhá. Ok, mình thấy đây cũng là một cái mối quan hệ đã tan vỡ với nhau. Hai bạn có karma, có nghiệp quả với nhau và các bạn cần phải gặp nhau để giải quyết. Và mình thấy rằng là cái người này sau khi mà chia tay với bạn ấy, họ cảm thấy rất là bối rối, cảm thấy rất là bị lạc lối. Mà ngay cả bạn cũng vậy, cảm thấy có một cái rất là tan vỡ, cảm xúc bị tan vỡ trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng là có thể hai người tan vỡ vì một cái rào cản nào đó, có thể liên quan đến ngoại cảnh xung quanh chứ không nhất thiết là phải liên quan đến hai người đâu. Mình cảm thấy đây sẽ là một cái liên quan đến ngoại cảnh phía bên ngoài tác động vào cái mối quan hệ này mà các bạn vẫn không thể gạt ra được. Và mình thấy là cái thời điểm hiện tại nhá, cái năng lượng của bạn ấy, đấy là tận hưởng cuộc sống, chăm sóc cho khu vườn, chăm sóc cho những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của các bạn, cho bản thân các bạn. Và chính vì thế mình thấy là có bạn thu hút được rất là nhiều những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của các bạn. Cái người này và bạn ấy, mình không biết hai người chia tay có phải là trong trong thù hận không hay trong gì đó không, có thể hai người chia tay không rõ ràng hay gì đó. Họ rất là mong muốn có một cái sự nói chuyện, có một cái sự kết nối lại để làm gì, để mà thứ nhất trước hết là để hòa giải hay là hòa giải lại cái mối quan hệ này. Thứ hai mà mình thấy ở đây đó là nhờ vào cái sự tương tác này giữa hai người ấy, các bạn chính thức cân bằng được cái karma giữa hai bên, giống như là không ai còn nợ ai nữa. Và mình thấy là có thể ở phía của bạn, cũng có thể ở phía của họ nhé. Mình cảm thấy ở phía của bạn nhiều hơn là các bạn đang tận hưởng cuộc sống, đang giữ cho mình một cái năng lượng rất là hay, tập trung vào ước mơ, công việc, vào những cái thứ khác tốt đẹp hơn. Các bạn chả còn chú ý hay để tâm gì đến họ nữa. Nhưng mà mình thấy ở đây họ thì vẫn còn nhớ về bạn. Thật ra sâu thẳm trong đâu đó trong bạn cũng vẫn còn nhớ về họ. Nhưng mà giống như bạn chấp nhận được cái việc kết thúc này, bạn nghĩ rằng đây là việc đúng đắn nhất mà hai người làm được cho nhau ở cái thời điểm hiện tại, và bạn chấp nhận điều đó. Nhưng mà mình thấy là cái mối quan hệ này á, nó sẽ không dễ dàng kết thúc ở đây. Mình thấy là sẽ có sự khởi đầu lại, sẽ có sự bắt đầu lại ở đây. Và ở cái sự bắt đầu này, những cái chướng ngại vật này sẽ được loại bỏ, sẽ được làm sạch. Và cái mối quan hệ này giống như là được bảo vệ vậy. Có thể các bạn cũng đã từng mơ ước ngôi nhà và những đứa trẻ với nhau. Các bạn đã nghĩ là ô chắc toang rồi, chả được nữa rồi. Nhưng mà ở đây với cái lá bài này nó nói về cái việc đấy là cái giấc mơ của bạn ấy, cứ tập trung vào nó, nó sẽ trở thành hiện thực. Các bạn có pick happy chain rồi là union. Ở đây mình thấy rằng là cái người này và bạn ấy có thể không phải là thời điểm hiện tại hai người sẽ hội ngộ lại nhau, nhưng mà mình thấy rằng là mình cảm thấy cái kết giữa hai người sẽ là một cái union, sẽ là một cái pick happy chain, sẽ là một cái sự kết hôn, sự bắt đầu lại. Và mình đã rút thêm bài để mà xem khẳng định lại các bạn có give your relationship a chance, tức là cho cái mối quan hệ này một cơ hội một lần nữa. Và mình thấy rằng là khi mà hai người bên cạnh nhau, hai người có rất là nhiều giây phút vui vẻ hạnh phúc với nhau. Mình thấy là phía trước còn có thể hai người sẽ có những cái chuyến đi rất là vui vẻ, nhưng mà mình thấy là nó sẽ chưa phải là trong cái thời điểm gần đâu. Bởi vì thời điểm hiện tại mỗi người đang cần tập trung vào bản thân nhiều hơn. Nó chỉ dự báo cho bạn thấy rằng là hãy cứ giữ vững cái năng lượng tốt đẹp này, hãy cứ giữ vững những cái sự tập trung vào bản thân, vào cuộc sống tốt đẹp, tức là đại loại là kiến thiết cuộc sống các bạn trở nên ngày càng tốt hơn, bạn trở thành những cái phiên bản tốt hơn của chính các bạn. Mình thấy là bạn bắt đầu một cuộc sống mới đấy.
mình thấy hai người vẫn nhớ về nhau đấy, chứ không phải riêng một người đâu. Ok, mình sẽ rút thêm trong cái bộ Gaia Oracle này, xem nó có ra cái lá mà mình nghĩ đến không. Mình thấy ở đây sẽ có sự bắt đầu lại với cái lá Page of Cup ở đây. Mặc dù là cái mối quan hệ này đã tan vỡ nhưng mà nó không hề đơn giản, tức là nó không phải là cái tình cảm mà đến rồi đi một cách chóng vánh, hay là đến và đi một cách dễ dàng đâu. Mình thấy thì có obstacle, lại có clearing away obstacle, có nghĩa là những cái chướng ngại vật này nó sẽ được làm sạch. Đây là cái thời điểm mà mỗi bên đang đi tìm lại bản thân, the search. Có thể đôi lúc bạn cảm thấy lạc lối, cảm thấy bối rối, cảm thấy cô đơn, nhưng mà đây chính là cái thời điểm rất là cần thiết dành cho cả hai, để cả hai đi tìm lại chính bản thân các bạn, tìm lại cái giá trị. Và đến cuối cùng mình thấy sẽ là có union, pick happy chain ở đây rồi. Ok, ra cái lá mà mình nghĩ không. Thật ra thì các bạn xem trả lời của mình cần đón nhận nó một cách cởi mở nhất nhá. Mình không phải là các bạn, trăm trăm những bạn chọn tụ bài này đều quay lại với người yêu cũ và đều kết hôn đâu. Thế là đừng bao giờ bám víu vào những cái trải bài của mình để mà chờ đợi một ai đó. Nếu bạn chờ đợi, không bao giờ các bạn có thể quay lại được với nhau đâu. Đây là bạn thấy cái người ở trong này này, họ đang rất là phởn phơ, đang rất là tận hưởng cuộc sống. Mình thấy là sâu thẳm trong họ vẫn dành cho bạn một cái biển tình yêu mà. Mình thấy là hai người rất là khó để mà thoát được nhau, nó thuộc dạng định mệnh rồi. Mình thấy là có hai người có những nỗi sợ và cái thời điểm hiện tại hai người cần đi tìm cho mình cái sự bình yên. Hai người sẽ gặp nhau ở một cái điểm nào đó mà khi mà thực sự cả hai trở thành những cái phiên bản hoàn hảo nhất, tốt nhất, thì đến lúc đó các bạn mới có thể dễ dàng đi đến được cái kết đẹp chứ, đúng không? Cái happy ending. Ok, nó không ra cái lá đấy nhưng mà mình cảm thấy rằng là thế này là quá đủ rồi. Một thông điệp rất là nhất quán ở đây rồi. Rút thêm một lá nữa trong bộ Roman Angel nhá, xem ra lá gì nhá. Ra quyết định là thôi này. Mình thấy là đến cuối cùng các bạn có thể sẽ cho nhau một cái cơ hội nữa, bởi vì tình cảm giữa hai người thì nó vẫn còn. Nói chung ấy, ở đây á, nó nói về cái việc đấy là bạn sẽ không thể dự đoán được bất kỳ cái điều gì nó sẽ diễn ra ở phía trước đâu. Thế cho nên là đừng áp đặt bất kỳ một cái điều gì cả. Ok, đó là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.